khủng long Ophthalmosaurus. Bạn muốn đi đào hóa thạch với ai? Đội trưởng Fifi, đội cứu hộ gấu trúc nhỏ, hãy khởi hành ngay. Bật radar. Radar cho thấy có hóa thạch ở nơi nó phát sáng. Sử dụng máy làm mát để làm mát bề mặt của đá magma. Sử dụng cái cuốc sắt để đập đá và tìm nơi có hóa thạch. Vâng, đã tìm thấy một hóa thạch, làm tốt lắm. Wow, đã tìm thấy một hóa thạch. Tiếp tục đi. Wow, đã tìm thấy một hóa thạch. Tiếp tục đi. Tuyệt vời, đã tìm thấy tất cả các hóa thạch ở đây. Cả các hóa thạch đều đã được thu thập, quay lại để hồi sinh những chú khủng long. Đây là những hóa thạch mình mang về, mình sẽ để chúng cho bạn. Ophthalmosaurus, khủng long ăn cá. Tuyệt vời, khủng long đã được hồi sinh thành công. Hôm sau tôi sẽ đưa những chú khủng long đến thiên đường khủng long. Chúng ta có khủng long mới, hãy trả lời cùng nhau. Loài nào sau đây là loài khủng long mắt thằn lằn? Bạn đúng rồi, thật đáng kinh ngạc. Khủng long mắt thằn lằn ăn gì? Bạn đúng rồi, thật đáng kinh ngạc. Khủng long mắt thằn lằn có gì đặc biệt? Bạn đúng rồi, thật đáng kinh ngạc. Bạn đúng là một chuyên gia khủng long, cảm ơn bạn nhé. Có đủ đá quý để làm sạch khu vực.
chất lượng của đá quý được thu thập, robot xây dựng. Chúng mình hãy bắt đầu làm việc thôi. Việc mở rộng thiên đường khủng long đã hoàn thành. Những chú khủng long này chỉ có thể trở thành bạn bè trên hành tinh khủng long. Chúng sẽ không bao giờ gặp nhau trên trái đất bởi vì chúng tồn tại trong các thời kỳ khác nhau.